vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm của một cặp loa khủng long đến từ Mỹ trên kênh của Toàn Audio Nam Định, kênh chuyên test các dòng loa chuyên nghiệp cũng như loa nghe nhạc và các thiết bị audio cao cấp. Với cấu hình trước máy quay là cặp JBL835MR, một trong những model khủng long của hãng JBL được sản xuất tại Mỹ. Với cấu hình siêu khủng, công suất sở hữu ở ngưỡng trung bình đã tới 1.000 watt và có độ nhạy cao tới 100 decibel ở mức trung bình trên trở kháng 8 ohm và còn đang đẹp xuất sắc. Đây là một model siêu khủng sở hữu chất âm chuyên nghiệp cho karaoke. Chúng ta có thể chơi cho những căn phòng hát gia đình từ những không gian 50-100m và có thể chơi cho những không gian loãng ngoài trời rất nhiều, từ nhà hàng, quán bar hoặc vũ trường hoặc một số cái sân khấu lớn cũng hay được trưng dụng các dòng loa này, bởi vì đây là những dòng loa chuyên nghiệp. Mời quý vị và các bạn lại cùng tham khảo cũng như là cùng trải nghiệm chiếc máy quay với cặp loa siêu khủng long JBL835MR đến từ USA. Trọng lượng của cặp loa này lên tới 90 kg. Chiếc máy quay là cặp loa JBL model 835MR đến từ USA, còn đang mới và đẹp long lanh, nguyên tem cờ phía mặt trước cũng như phần thông số. Sở hữu trọng lượng nặng tới 90 kg và chúng ta cùng quan sát phần thông số cơ bản của cặp loa siêu khủng long này. Tôi sẽ đo trực tiếp cho quý vị cùng tham khảo. Với chiều ngang của cặp loa này nó có kích thước 69 cm, sâu của nó là 43 cm, và chiều cao chúng ta quan sát này, chiều cao cả chân của nó tôi đang để như vậy là 68 cm, trọng lượng 90 kg. Với công suất sở hữu ở mức trung bình lên tới 1.000W cho cặp JBL835MR. Quý vị lưu ý nhé, công suất trung bình của nó thì ở đây thì phần thông số cơ bản theo mặc định thì nó là như vậy. Và cái thông số chi tiết ở phía tem cờ phía trước thì chúng ta cùng quan sát này. Đó, đây của nó là còn nguyên tem cờ. Nó sở hữu công suất từ 250W mức nhỏ nhất và mức mạnh nhất của nó lên tới 950W trên một loa. Rất là mạnh mẽ cho những không gian loãng ngoài trời trên cặp JBL835MR có xuất xứ đến từ USA. Đây là phần thông số phụ giới thiệu của hãng cơ bản, nó còn nguyên cái tem cờ mặt trước và tôi đọc luôn cho quý vị cùng tham khảo. Đó. Với phần thiết kế chúng ta cùng quan sát này, cặp loa còn rất là mới ạ. Đó, anh em đóng cái xốp vẫn còn đang là bụi xốp đang dính vào mặt. Với một bát xốp đường kính cắt mặt là 40 cm xương đúc và nó có cái lam châm từ lớn tới 20 cm trên quả bát xốp hạng nặng. Nguyên cái ống hơi hình chữ nhật thở về mặt trước to như cái ống cống. Như vậy chúng ta có thể thấy được uy lực mạnh mẽ của cặp loa này rồi. Tôi không cần phải giới thiệu thêm điều nào nữa về cấu hình khủng của cặp loa này, nó rất là mạnh mẽ. Phần bên trên là một quả trung âm đường kính 20 cm. Đó, xốp dính này, quý vị thấy xốp không ạ? Đó, vẫn là gân vải xếp tẩm dầu siêu mềm. Quả trung âm này của nó xương đúc cũng cực kỳ là khủng, nó có cái lam châm từ to bằng nửa mặt loa. Đường kính 20 phân. Đó, đường kính cà vành nó to hơn chiếc loa bass của Boss 301 Series 3. Quý vị thấy đủ cấu không ạ? Một quả ken với đường kính 30 x 15 và cái củ lam châm từ lớn như là cái bát con phía sau lưng trên cặp 835MR đến từ USA. Với phần thùng gỗ bọc da và nặng khủng hoảng tới 90 kg. Quý vị thấy rằng không riêng gì hạng nặng, gọi rằng về cái trọng lượng của loa và về công suất của nó cũng rất là nặng và rất là mạnh cho những không gian lớn. Đó, phía bên hông của nó thì được thiết kế cái tay cầm rất là vững chãi và chữ JBL được dập phía phần bên trên. Tất cả các góc cạnh của nó được bo góc rất là tuyệt vời. Và đây là phần thông số phía sau. Cặp loa nó còn rất là đẹp. Đó, bụi xốp tôi chưa vệ sinh ạ. Một chút phản phất, một chút bụi thì vẫn có. Gọi là loa bãi thì như vậy. Đẹp lắm rồi. Phía sau lưng này,
Đây là cái jack cắm chuyên nghiệp này, tôi đang cắm bằng 6.5 này. Đó, một cái công tắc điều chỉnh cho ba giải này. Quý vị có thể bật tùy chọn ba theo ba chế độ hỗ trợ cho nghe nhạc cũng như là cho karaoke chuyên nghiệp. Phần phía dưới là phần thông số, chúng ta quan sát này, model JBL835MR. Đó, có xuất xứ đến từ California, USA, trở kháng 8 ohm. Đó, nguyên phần hộp thông số còn rất là đẹp. Đó, quý vị thấy rằng còn nguyên bụi bãi này. Đó, tôi chưa vệ sinh, lau chùi đó, nó đẹp này. Thế này thì chẳng phải vệ sinh làm gì cả. Đẹp xuất sắc luôn rồi. Đó, sơ bộ chúng ta có thể thấy được đây là jack kết nối in này và một jack out của nó lai cho jack khác. Chúng ta có thể cắm phía bên phải. Đây là phần thông số phía sau lưng. Tất cả của nó còn đẹp xuất sắc. Đẹp hay không thì chúng ta cứ quan sát. Tôi quay trực tiếp thì quý vị cứ quan sát. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng cặp loa khủng long không riêng gì về kích thước cũng như là trọng lượng, nặng tới gần một tạ rồi. Và công suất của nó thì chúng ta thấy rằng 1900W cho cả đôi, trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao 100 dB, tối đa của nó tới 125. Quý vị có thể chơi được đa dạng các dòng nhạc phổ thông như tôi đang mở từ trên TV xuống. Với cấu hình cũng như chất âm này thì quý vị có thể trưng dụng cho những nhà hàng, quán bar hay vũ trường, chơi theo phong cách mạnh mẽ và được gọi rằng nên sàn với cặp JBL835MR đến từ USA. Cấu hình phía bên trên tôi đang phối ghép cùng với một con đẩy bãi của Tây Ban Nha, Ram Audio MA400 và một con vang cơ Dynatic CS10 để đảm nhiệm cho cặp JBL siêu khủng long chiếc máy quay. Bây giờ tôi lại mời quý vị cùng quay trở lại với một vài bản nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay test thường lệ trên kênh YouTube cũng như Facebook của Toàn Điện Máy Vũ Nam Định và Toàn Audio Nam Định, 0966866552. Quý vị quan tâm có thể can theo số điện thoại trên kênh của mình và luôn luôn ưu đãi cho những quý vị quan tâm và có phong cách mau lẹ nhất với mức giá tốt nhất trên kênh của Toàn Audio. Với cặp JBL835MR thì tôi cũng lưu ý rằng đẹp xuất sắc thì chúng ta có thể nhìn chi tiết chiếc máy quay ạ. Tôi cũng đã giới thiệu rất là chi tiết rồi. Với cái cặp loa nặng khủng hoảng tới gần một tạ này và giá tiền thì trong phân khúc tầm tiền ở ngưỡng 28 triệu đồng. Quý vị nào nằm trong phân khúc này thì đây là một trong những cặp loa không thể không quan tâm. Sở hữu chất âm karaoke chuyên nghiệp, quý vị hát giống như là ca sĩ đang hát trên sân khấu, rất tuyệt vời. Ông nào mà hơi yếu yếu một chút thì phải hò hét vào những cặp loa này, nó rước cái giọng lên to so với những cái loa thông thường rất là nhiều. Bởi vậy khi mà cảm giác hát nó sẽ thấy rằng nó rất là nhẹ nhàng và thư thái, không bị rướn hơi và cũng chẳng bị cố hơi. Nhiều anh em hát những bộ karaoke thì có khi rặn đỏ hết cả mặt ra còn chưa lên được tới cái giọng cao của nó. Và khi mà những cái cấu hình mà tiếng nó nhẹ và bay chuyên nghiệp và nó lớn rồi thì chúng ta có thể hát hò một cách rất là chuyên nghiệp và rất là tuyệt vời. Như vậy chúng ta đã rõ về cấu hình tôi đang giới thiệu chiếc máy quay cho cặp MR835 đến từ California, USA, Mỹ. Với cấu hình này chúng ta thấy rằng nó có đáng chơi hay không thì quý vị sẽ suy nghĩ cho kỹ và can theo số điện thoại trên kênh của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể những anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của Toàn Audio Nam Định. Mời quý vị lại cùng lắng nghe. Thấy có tuyệt vời không ạ? Với chất âm của cặp loa này, chúng ta thấy rằng thưởng thức những dòng nhạc
Rất là đơn giản, tín hiệu từ trên TV xuống, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được sự thể hiện ngọt ngào và êm dịu của cặp loa siêu khủng long đến từ Mỹ. Thay cho đoạn nhạc này thì tôi lại mời quý vị cùng hướng tới chiếc máy quay. Chúng ta cùng lướt lại một chút nhạc tiết tấu nhanh và mạnh nữa trên cặp loa siêu khủng long có trọng lượng nặng tới gần 1 tạ của cặp JBL835MR. Okay.